Với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia cùng đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống sau cơn bão số 3, mới đây nữ họa sĩ Văn Dương Thành đã tổ chức thành công sự kiện trưng bày và đấu giá tranh mang tên Trao gửi yêu thương. Triển lãm trưng bày tổng cộng 10 tác phẩm của nữ họa sĩ, trong số đó chọn ra 5 tác phẩm đấu giá bao gồm Bình minh trên biển Hạ Long, Giai điệu của biển cả, Em bé ngủ và mèo con, Ô quan trường mùa xuân và Cây thị ngàn năm tuổi ở Ninh Bình, cùng với áo dài và 3 phiên bản khăn lụa đã từng là quà tặng quốc gia cho vương thất Thụy Điển, Đan Mạch, Anh Quốc. Những tác phẩm này đều chứa đựng câu chuyện sáng tạo đặc biệt và thể hiện tinh thần bảo vệ thiên nhiên đất mẹ, cuộc sống tươi đẹp cùng niềm hy vọng hướng thiện. Hôm nay tôi rất vui được đến dự một cái sự kiện có ý nghĩa rất là đặc biệt. Khi người bạn nhiều năm của tôi là họa sĩ Văn Dương Thành tổ chức một cái triển lãm tranh, cái mục tiêu là đấu giá để đóng góp cho những người bị thiệt hại do bão số 3, một hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người công dân Việt Nam đối với dân của mình, đối với đất nước của mình. Điều đó phản ánh một tâm hồn của một người có một nhân phẩm, của một người luôn luôn nghĩ về người khác, của một người không có trách nhiệm chỉ đối với bản thân mình, với gia đình mình, mà còn đối với cả cộng đồng, đối với cả đất nước. Tranh của Văn Dương Thành luôn đong đầy nỗi niềm với cuộc sống, thấm đượm tình yêu thương và nỗi nhớ quê hương. Qua 2.000 bức tranh và 110 cuộc triển lãm cá nhân với các tác phẩm thể hiện tình yêu quê hương tha thiết, nữ họa sĩ tài ba đã góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết về quê hương Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Triển lãm Trao gửi yêu thương lần này không chỉ là tấm lòng người nghệ sĩ dành cho đồng bào, mà còn là dịp kết nối những tấm lòng hảo tâm thông qua nghệ thuật để đóng góp cho cộng đồng. Tôi là người rất là yêu thích các tác phẩm của chị Thành. Từ trước đến nay, mỗi khi mà ở đâu có những vấn đề gì nảy sinh thì chị đều là tham gia bằng là việc bán đấu giá tranh. Cuộc đấu giá tranh ngày hôm nay thì tôi tin rằng là cái ý nghĩa thì rất là rõ rồi, nó sẽ đóng góp cho cái việc mà làm giảm bớt những nỗi đau của những nạn nhân trong bất cứ một cái thiên tai nào hay là một cái tai nạn nào. Nhưng mà đồng thời nó cũng thể hiện là tấm lòng của một người nghệ sĩ, không phải chỉ biết vẽ tranh, không phải chỉ biết sáng tác, mà luôn luôn là đau đớn về cái luôn luôn có những cái nỗi trăn trở để mà làm sao giúp cho những cảnh ngộ nghèo khó có thể là vươn lên được. Tôi rất là hân hạnh được các tập đoàn và các cái tạp chí mời sáng tác những cái bức tranh với cái mục đích là để đấu giá, gây quỹ, xây nhà cho các em thiếu nhi và cho các cụ già neo đơn ở nạn nhân lũ lụt ở phía Bắc. Và tôi hy vọng là những cái tác phẩm tâm huyết của mình ấy sẽ lọt được vào mắt xanh của những nhà từ thiện, những người muốn sở hữu các tác phẩm nghệ thuật và đồng thời cũng muốn được chung tay làm từ thiện. Những tác phẩm luôn phản ánh cuộc sống tươi đẹp cùng niềm hy vọng vào tương lai tươi sáng, giờ đây đã được thực hiện một sứ mệnh có ý nghĩa hơn, đó là giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ quê hương mình vượt qua khó khăn, hướng đến một tương lai tươi sáng. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 năm 1930, ngày 20 tháng 10 năm 2024, nhiều nơi trên cả nước đã diễn ra nhiều chương trình giao lưu chào mừng với các hoạt động thiết thực. Sáng ngày 20 tháng 10, tại công viên Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, màn đồng diễn dân vũ với liên khúc Người Hà Nội tiến về Hà Nội những công trình, xác lập kỷ lục Việt Nam về chương trình đồng diễn dân vũ với áo dài tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội, có số lượng phụ nữ tham gia biểu diễn nhiều nhất Việt Nam. Với những động tác vừa khỏe khoắn vừa tươi vui, được trình diễn bởi những người phụ nữ nhiều lứa tuổi trong trang phục áo dài truyền thống, chương trình là hoạt động rất ý nghĩa, thể hiện tình yêu, niềm tự hào về thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng và khẳng định tinh thần đoàn kết, vẻ đẹp và sức mạnh của phụ nữ thủ đô. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội,
tổ chức chương trình Phụ nữ Đống Đa tự tin tỏa sáng. Tại chương trình, quận Đống Đa đã trao kỷ niệm chương vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 19 hội viên, tặng giấy khen cho 27 cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm, trao thưởng cho 10 đơn vị đoạt giải trong cuộc thi đoạn đường tuyến phố sân chơi sáng xanh nở hoa năm 2024. Chương trình trưng bày các gian hàng phụ nữ khởi nghiệp, gian hàng áo dài không đồng. Tại thị trấn Trường Sa và các xã đảo thuộc huyện Trường Sa, các tổ chức hội phụ nữ đã tổ chức các hoạt động như hội thi nữ công gia chánh, tham gia thi đấu bóng chuyền hơi, các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, tổ chức tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình 5-0, 3-sạch, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cán bộ hội viên phụ nữ thêm gắn kết, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong dịp này, lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trên các đảo đã đến từng hộ gia đình để động viên, chúc mừng và tặng những phần quà có ý nghĩa cho các chị em hội viên phụ nữ. Tại Nghệ An, các cấp hội phụ nữ cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa phong trào hoạt động hội và hình ảnh người phụ nữ Nghệ An xứng đáng với 8 chữ vàng, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng. Ở huyện Quỳnh Lưu, Hội Phụ Nữ huyện tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng, tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và trao giải cuộc thi Ý tưởng Phụ Nữ Khởi nghiệp năm 2024. Ngoài cấp huyện, nhiều hoạt động tọa đàm về tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tọa đàm trao quà mẹ đỡ đầu cũng được Hội Phụ Nữ cấp xã trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tổ chức. Một số cơ sở hội tổ chức các trò chơi dân gian, hội thi nấu ăn, giao lưu bóng chuyền, tổ chức và thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, tạo điều kiện gắn kết, chia sẻ, thấu hiểu của cán bộ, hội viên phụ nữ và tạo sân chơi bổ ích, thu hút hội viên. Ở thị xã Cửa Lò, Hội Phụ Nữ thị xã đã tổ chức hội nghị tuyên dương 10 chi hội trưởng tiêu biểu, qua đó ghi nhận, động viên, khuyến khích lan tỏa đóng góp của cán bộ hội ở các khối. Hội Phụ Nữ thị xã Cửa Lò cũng tổ chức lễ trao giải cuộc thi online Nét đẹp Phụ Nữ Cửa Lò. Hà Nội luôn là một đề tài sáng tác của rất nhiều nghệ sĩ. Dù là trong bất cứ giai đoạn nghệ thuật nào, Hà Nội vẫn luôn hào hoa, thanh lịch và sở hữu một nét riêng có trong tất cả các tác phẩm nghệ thuật. Là một người có nhiều sáng tác về Hà Nội, nhạc sĩ Dương Trường Giang luôn mang những hơi thở của một Hà Nội đậm chất thơ trong lăng kính của một nghệ sĩ trẻ. Có lẽ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên anh có một niềm yêu mãnh liệt với mảnh đất ấy. Bởi vậy, những chất chứa đó được nhạc sĩ Dương Trường Giang gửi gắm vào những sản phẩm âm nhạc của mình. Bởi vì Hà Nội quá quen thuộc với mình. Mở mắt dậy là Hà Nội, đóng mắt lại cũng là Hà Nội. Hà Nội cho mình nhiều thứ lắm, cho mình cả một cái nhận diện về âm nhạc nữa. Thành ra rằng là bất cứ lúc nào mình cũng muốn viết về Hà Nội hết ạ. Bởi vì ở Hà Nội có quá nhiều thứ để viết. Ở một góc nào đó của thủ đô cũng có những nghệ sĩ, họa sĩ đường phố đang phác thảo nên một thủ đô dưới góc nhìn của mình trên những trang giấy. Họa sĩ trẻ Trần Nam Long dù sinh ra có những khiếm khuyết nhưng lại sở hữu một khả năng hội họa siêu việt. Những tác phẩm về Hà Nội từ đôi bàn tay tài hoa của một họa sĩ dù mới 17 tuổi đã được giới mộ điệu đánh giá cao. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên tôi yêu Hà Nội rất nhiều. Hà Nội cho tôi phát huy khả năng vẽ của mình. Tôi đã vẽ rất nhiều nhà cổ, các con phố, các ngõ nhỏ. Tôi yêu Hà Nội, vì thế khi vẽ tôi thấy mình tự tin, thoải mái và khả năng vẽ của tôi là tốt nhất. Không hề có khó khăn gì, tôi đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Hàng ngày tôi đều vẽ về Hà Nội, tương lai cũng sẽ như vậy. Dù là ở thể loại hay góc nhìn nào, thì Hà Nội vẫn hiện lên với những nét không thể trộn lẫn. Những nét phác thảo về thủ đô văn hiến đẹp ngỡ ngàng, khiến cho những người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội vẫn mang một nỗi nhớ xen lẫn sự tự hào. Và cũng chính từ tình yêu đã khiến Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong nghệ thuật dù ở giai đoạn nào của lịch sử. Những nghệ sĩ hôm nay, họ đang tiếp bước dòng chảy nghệ thuật ấy để phác thảo nên một thủ đô văn hiến và anh hùng trong thời đại mới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Văn hóa Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.